xíu, một tôi đã đến. Người yêu anh mà mấy đứa làm như tội phạm ấy. Tụi em nói thế cho thêm phần kịch tính ấy mà. Mấy đứa cùng anh xuống đón chị dâu nè. Khoan đã sếp ơi, có hai đứa khả nghi đang chạy đến cho chị dâu kìa. Mấy đứa ở đây hết đi, để anh xuống xem có chuyện gì. Tụi mày làm cái gì vậy? Mày là ai? Tao là ai không quan trọng, nhưng mà cô ấy là người yêu tao, tụi mày không được đụng vào. Tụi tao thích động vào đấy, thì sao? À thế hả? Nếu là mọi người thì mọi người có dám đứng ra bảo vệ người yêu trước mặt hai kẻ địch không? Nếu mà dám thì ấn vào nút đăng ký kênh xem nào. Còn nếu mà không dám ấy thì ấn vào nút like nha. 3, 2, 1. Mấy đứa, bắn bỏ. Có hai thứ của tao mà tụi mày không nên đụng vào. Một trong hai là gia đình. Nhưng tụi em có đụng vào gia đình của đại ca đâu. Tụi em chỉ đụng vào cô ấy thôi mà. Cô ấy là gia đình.